Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành công điện 469 về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp phải coi đây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, cần tập trung giải quyết theo nguyên tắc vướng mắc thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải giải quyết, không trả lời né tránh. Cụ thể, Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung luật nhà ở năm 2014 và luật kinh doanh bất động sản năm 2014 theo đúng chương trình xây dựng luật, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong việc lập, phê duyệt, điều chỉnh các quy hoạch trước 15 tháng 6. Phối hợp với Bộ Công an giả soát các vướng mắc liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy để có giải pháp tháo gỡ trước ngày 30 tháng 6. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư bất động sản, người mua nhà tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Bộ Tài nguyên và Môi trường trình chính, chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 44/2014 quy định phương pháp định giá đất xây dựng điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất, định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất theo trình tự thủ tục rút gọn để chính phủ ban hành trước ngày 30 tháng 6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn đối với các dự án bất động sản thực hiện theo hình thức hợp đồng BT, chỉ đạo hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn trong điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án bất động sản. Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn trong việc duy trì tỷ lệ góp vốn không thấp hơn 26% khi di rời doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, phương án sắp xếp lại xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trước ngày 30 tháng 6. Bộ Công an kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhất là các hành vi đưa thông tin không chính xác gây tác động tiêu cực đến hoạt động của thị trường tài chính, tín dụng, trái phiếu, bất động sản. Ủy ban nhân dân các tỉnh ra soát thống kê phân loại các dự án bất động sản đang gặp khó khăn, chủ động làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp để xác định rõ các nguyên nhân, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc thuộc thẩm quyền, tổng hợp các vướng mắc vượt quá thẩm quyền trước ngày 15 tháng 6 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, công bố công khai và gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam danh mục các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo lại chung cư cũ để có cơ sở cho vay theo chương trình tiến dụng 120.000 tỷ đồng thủ tướng chính phủ kêu gọi và đề nghị các bộ ngành địa phương người dân doanh nghiệp chủ thể có liên quan chung sức đồng tâm hợp lực để vượt qua khó khăn thách thức thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh và bền vững